Sống đúng, sống đẹp. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Thứ ba, 15 tháng 2, 2022. Tập 68. Từ số 1246. Số 1246. Ngày 16 tháng 8 năm 1937, sau hiệp lễ, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu với tất cả uy linh của Người, và Chúa phán với tôi: Hỡi anh nữ của Cha, trong những tuần lễ con không nhìn thấy, cũng không cảm nghiệm được sự hiện diện của Cha. Cha còn kết hợp với con thắm thiết hơn cả những khi con được xuất thần. Sự trung thành và hương thơm nguyện cầu của con đã thấu đến Cha. Sau những lời ấy, linh hồn tôi được chan chứa ơn an ủi của Chúa. Khi không nhìn thấy Chúa Giêsu, tôi chỉ có thể thưa lên một tiếng duy nhất, đó là Giêsu. Và sau khi kêu lên thánh danh Chúa, linh hồn tôi lại được ngập tràn ánh sáng và tình hiệp sâu lắng hơn, kéo dài suốt 3 ngày không ngắt quãng. Tuy nhiên, bề ngoài tôi vẫn có thể thực hiện các bổn phận thường lệ của mình. Tất cả hữu thể tôi xúc động đến tận những tầng sâu nhiệm nhất. Sự cao trọng của Thiên Chúa không làm tôi run sợ, nhưng được hạnh phúc. Khi tôn vinh Thiên Chúa, chính tôi lại được nâng cao. Khi nhìn thấy hạnh phúc của Thiên Chúa, chính tôi lại được hạnh phúc, bởi vì tất cả nơi Người đều dư tràn ngược lại cho tôi. Số 1247. Tôi được biết tình trạng và điều làm mất lòng Chúa nơi một linh hồn nào đó. Tôi biết điều ấy thế này. Tôi bỗng cảm thấy đau nhói ở hai bàn tay, bàn chân và cạnh sườn. Ở những nơi tay, chân và cạnh sườn đấng cứu thế đã chịu đâm thâu qua. Đồng thời, tôi được biết về tình trạng của linh hồn và bản chất căn tội của họ. Số 1248. Tôi cảm thấy ước muốn đền tạ Chúa Giêsu một cách tương xứng với sự xúc phạm. Hôm nay tôi đeo một sợi xích suốt 7 tiếng đồng hồ để xin ơn sám hối cho một linh hồn. Đến giờ thứ 7, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thể linh hồn ấy đã được ơn tha thứ, mặc dù họ vẫn chưa đi xưng tội. Về các tội lỗi xác thịt, tôi hành khổ thân xác và giữ chay theo mức được phép. Về các tội kiêu ngạo, tôi sấp mặt xuống đất để cầu nguyện. Về các tội ghen ghét, tôi cầu nguyện và thực hiện một hành vi yêu thương với người tôi cảm thấy khó chịu. Và như thế, tôi đền bồi theo bản chất căn tội mà tôi được biết. Số 1249. Ngày 19 tháng 8 năm 1937. Hôm nay, trong giờ chầu, Chúa cho tôi biết Người rất ước ao cho một linh hồn trội vượt về các hành vi đức ái. Trong thần trí, tôi nhìn thấy biết bao linh hồn đang réo gọi: Xin đem Thiên Chúa đến cho chúng tôi. Dòng máu các thánh tông đồ sôi sục trong tôi. Tôi sẽ không xẻn soi dòng máu ấy. Tôi sẽ tưới hết cho đến giọt cuối cùng vì các linh hồn bất tử. Có lẽ Thiên Chúa không đòi như thế về phương diện thể lý, nhưng điều ấy vẫn có thể trên phương diện thiêng liêng mà công phúc vẫn không thua kém chút nào. Số 1250. Hôm nay, tuy nhận ra
không cần phải xin một phép kia. Nhưng tôi đã đáp ứng vấn đề này theo cách mẹ Thiên Chúa đã yêu cầu. Hiện giờ không cần giải thích gì cả. Sự bình an đã trở lại với tôi. Tôi đã nhận được soi động này ngay khi sắp đi hồi tâm và rất áy náy vì không biết xử trí thế nào. Về việc ấy, chỉ một giây phút, ánh sáng thần linh Chúa có thể làm được nhiều hơn những gì tôi phải lao nhọc trong nhiều ngày. Số 1251, ngày 22 tháng 8. Sáng nay, Thánh nữ Barbara đồng trinh đến thăm và đề nghị tôi hãy hiệp lễ suốt 9 ngày để cầu cho đất nước và nhờ đó làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Thánh nữ đồng trinh đội một vương miện gồm các tinh tú, trên tay cầm một thanh gươm. Vương miện và thanh gươm đều chói sáng như nhau. Trong trang phục trắng và bộ tóc thướt tha, thánh nữ xinh đẹp tuyệt vời đến độ nếu tôi chưa từng được thấy Đức Trinh Nữ Maria, có lẽ tôi đã tưởng lầm là Đức Mẹ. Giờ đây tôi hiểu ra mỗi vị thánh đồng trinh đều có một vẻ đẹp đặc biệt, một vẻ đẹp rạng ngời khác biệt với các vị thánh khác. Số 1252, ngày 25 tháng 8 năm 1937. Hôm nay cha Sopoko đến và lưu lại với chúng tôi cho đến ngày 30. Tôi cực kỳ sung sướng, chỉ có Thiên Chúa mới biết tôi mong được gặp cha như thế nào. Chỉ vì công việc Thiên Chúa đang thực hiện qua ngài, và dù vậy, chuyến thăm cũng có một vài khó khăn. Số 1253. Trong khi cha đang dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu tự giá trong lúc tôn vinh thánh thể. Chúa rút cánh tay phải của người ra khỏi thánh giá và ánh sáng từ thương tích ấy chạm đến cánh tay cha. Điều này đã xảy ra trong 3 thánh lễ và tôi hiểu Thiên Chúa sẽ ban cho cha sức mạnh để thực hiện công cuộc bất chấp những khó khăn và nghịch cảnh. Linh hồn tôi rất đẹp lòng Chúa của cha cũng đang chịu đóng đinh vì muôn vàn đau khổ. Nhưng tôi không ngạc nhiên vì đây là cách Thiên Chúa xử đối với những ai được người yêu thương đặc biệt. Số 1254. Hôm nay, ngày 29, tôi được phép thư chuyện lâu hơn với linh mục tiến sĩ Sopoko. Tôi biết dù có những khó khăn nhưng công cuộc vẫn tiến triển và lễ kính lòng thương xót Chúa đã được xúc tiến rất khả quan. Giờ đây không còn bao lâu nữa lễ ấy sẽ thành hiện thực, nhưng cần có nhiều lời cầu nguyện để chấm dứt mọi khó khăn. Số 1255. Này chị, đối với chị, điều tốt là chị hãy giữ một thái độ lãnh đạm thánh thiện trong mọi sự liên quan đến thánh ý Chúa. Và chị nên giữ một tâm trạng thanh thản. Chị làm hết sức để giữ tâm trạng thanh thản ấy. Giờ đây, trong mọi vấn đề, chị phải hoàn toàn lệ thuộc vào cha Andras. Tôi hoàn toàn nhất trí với ngài. Này chị đừng tự mình làm gì, nhưng trong mọi vấn đề, chị phải bàn hỏi với cha linh hướng của chị. Tôi xin chị hãy giữ đầu óc quân bình và bình tĩnh hết sức có thể. Một điều nữa là tôi đã cho in chuỗi kinh vào mặt sau bức hình và các câu xướng đáp giống như kinh cầu. Những thứ này sẽ được in ở phía sau. Một bức hình lớn cũng đã được in, có kèm theo một vài trang
gồm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Này chị hãy cầu nguyện cho công việc này được chuẩn nhận. Số 1256, ngày 30 tháng 8. Sáng nay, cha Sopoko đi khỏi. Khi đang say đắm trong kinh nguyện tri ân vì ơn trọng đại Chúa ban, tức là được gặp cha Sopoko, tôi được kết hợp với Chúa một cách đặc biệt. Chúa phán với tôi: Ngài là một linh mục đúng ý trái tim cha. Những nỗ lực của Ngài rất đẹp lòng cha. Ái nữ của cha ơi, con hãy xem. Thánh ý cha phải được thực hiện, và điều cha đã hứa với con, cha sẽ hoàn thành. Qua Ngài, cha đem niềm an ủi đến các tâm hồn đau khổ ưu phiền. Việc Ngài truyền bá công cuộc tôn sùng lòng thương xót cha làm cha rất thỏa nguyện. Và qua công cuộc lòng thương xót, nhiều linh hồn sẽ được đến với cha. Nếu không có công cuộc này, dù Ngài có ban phép giải tội suốt ngày suốt đêm cho đến mãn đời cũng không sánh bằng. Bởi vì như thế, cùng lắm Ngài chỉ lao nhọc cho đến chết. Trong khi qua công cuộc lòng thương xót, Ngài sẽ làm việc cho đến tận thế. Số 1257, tôi đã làm tuần cửu nhật với ý chỉ xin được gặp cha, nhưng chưa xong thì Thiên Chúa đã ban ơn này cho tôi rồi. Số 1258, lạy Chúa Giêsu của con đã tận dụng hồng ân này một cách vụng về, nhưng điều ấy không tùy thuộc vào con. Mặc dù nhìn từ một góc độ khác, nó lại tùy thuộc vào con rất nhiều. Số 1259, trong cuộc thư chuyện này, tôi đã được biết linh hồn sầu khổ của cha. Linh hồn tử giá này rất giống Chúa Cứu Thế. Những chỗ đáng ra Ngài tìm được an ủi thì toàn thấy thánh giá. Ngài sống giữa nhiều người nhưng chẳng có lấy một thân hữu ngoại trừ Chúa Giêsu. Đó là cách Thiên Chúa tước lột những linh hồn được Ngài đặc biệt yêu ái. Số 1260, hôm nay tôi được nghe những lời này. Hỡi ái nữ của cha, con hãy luôn luôn là một con trẻ đối với những vị đại diện cha. Nếu không, con sẽ không được hưởng những ơn ích cha ban xuống cho con qua các ngài. Số 1261, ngày 1 tháng 9 năm 1937, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như một hoàng đế uy nghi lẫm liệt đang nghiêm nghị nhìn xuống trái đất. Nhưng nhờ có sự can thiệp của Đức Mẹ nên Chúa đã chuyển hạn thời gian thương xót của người. Số 1262, ngày 3 tháng 9, thứ sáu đầu tháng, trong thánh lễ, tôi được kết hợp với Chúa Giêsu. Chúa cho tôi biết trên đời này không một điều nào, dù nhỏ mọn đến mấy, xảy ra ngoài thánh ý người. Không một điều nào, dù nhỏ mọn đến mấy, xảy ra ngoài thánh ý người. Sau khi đã hiểu biết điều này, linh hồn tôi được thư thái lạ thường. Tôi hoàn toàn an tâm đối với công cuộc trong tất cả tầm mức của nó. Thiên Chúa có thể sử dụng tôi như ý người, và tôi sẽ chúc tụng Chúa trong mọi sự. Số 1263, cho đến bây giờ, trong nỗi hoang mang, tôi vẫn thắc mắc không biết những soi động này rồi sẽ dẫn tôi về đâu. Nỗi hoang mang càng gia tăng khi Chúa tỏ cho tôi biết
rồi đây tôi sẽ lìa khỏi hội dòng này. Kể từ thời gian đó đến nay thấm thoát đã 3 năm. Linh hồn tôi trái lại vẫn cảm thấy sốt sáng và có động lực để hành động. Tôi được đầy sức mạnh và can đảm. Thế rồi giây phút quyết định để đảm nhận công cuộc đang đến gần thì tôi cảm thấy bị Chúa bỏ rơi. Và vì thế một nỗi sợ hãi kỳ lạ xâm chiếm linh hồn tôi. Tôi thấy đó chưa phải là giờ Chúa định để khởi sự công việc. Đây là những đau khổ tôi không biết phải ghi lại thế nào. Chỉ một mình Chúa biết những gì đêm ngày tôi đã chịu đựng. Đối với tôi, những khổ hình kinh sợ nhất của các vị tử đạo dường như còn dễ chịu hơn những gì tôi đang trải qua, mặc dù không đổ một giọt máu nào. Nhưng tất cả chỉ vì các linh hồn, vì các linh hồn lạy Chúa. Số 1264. Hành vi từ bỏ tận tuyệt để vâng theo thánh ý Chúa. Đấng đối với tôi chính là toàn yêu và toàn thương. Hành vi dâng hiến. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng con được tiếp đón vào lòng trong phút giây này, nhờ sự kết hợp với Chúa, con xin hiến thân cho Cha trên trời như một tấm bánh thánh hiến tế, tận tuyệt và trọn vẹn phó mình cho thánh ý rất nhân lành và thánh thiện của Chúa. Lạy Chúa, từ nay về sau, xin thánh ý Chúa hãy là lương thực của con. Xin Chúa hãy nhận lấy hữu thể của con, định đoạt về con theo ý Chúa. Bất cứ sự gì bàn tay hiền phụ Chúa trao, con sẽ đón nhận với lòng suy phục, bình an và vui mừng. Con không sợ hãi gì, cho dù Chúa dẫn con đi hướng nào. Với ơn Chúa giúp, con sẽ thực hiện mọi điều Chúa truyền cho con. Con không còn sợ hãi bất kỳ soi động nào của Chúa nữa, cũng không lo âu dò xét các điều ấy sẽ đưa con về đâu. Lạy Chúa, xin hãy dìu dắt con trên mọi nẻo đường Chúa muốn. Con xin chọn niềm tín thác nơi thánh ý Chúa. Đối với con, thánh ý Chúa chính là toàn yêu và toàn thương. Chúa bảo con ở lại tu viện này, con sẽ ở lại. Chúa truyền con đảm nhận công việc này, con xin đảm nhận. Chúa để cho con lao đao trong công việc này cho đến chết, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cho con chết khi nói theo loài người. Sự sống của con xem ra đặc biệt cần thiết, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cất con về lúc tuổi đời còn thanh xuân, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cho con sống đến lúc tuổi già, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con liệt giường đau đớn suốt cả một đời, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con trong cuộc sống gặp toàn thất bại và chán trường, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để những chủ ý ngay lành nhất của con bị kết án, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa soi sáng tâm trí con, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con trong tăm tối và chịu đủ thứ khổ hình, nguyện Chúa được chúc tụng. Từ giây phút này trở đi, tôi sống hết sức an bình vì Chúa mang tôi trong lòng bàn tay của Người. Chúa là Đấng từ bi vô hạn. Chúa biết ở mọi nơi và trong mọi sự, lúc nào tôi cũng khao khát một mình Người. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa cùng với nhau đọc qua những trang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina, từ số 1246 đến 1264. Số 1246, ta thấy Chúa Giêsu cho Faustina thấy rằng là
những tuần lễ mà con không nhìn thấy, không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, thì Chúa còn kết hợp với Faustina thắm thiết hơn là khi Faustina được xuất thần. Sự trung thành và hương thơm cầu nguyện của Faustina đã thấu đến Chúa. Trung thành và hương thơm cầu nguyện. Hương thơm cầu nguyện là cầu nguyện với sự hy sinh, với tất cả lòng thành và tín thác. Thì điều đó làm cho Chúa kết hợp với ta thắm thiết hơn cả khi mà ta nhìn thấy Chúa hay là ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Khi không nhìn thấy Chúa thì ta chỉ cần thưa lên Giê-xu vì sự cao trọng của Chúa không làm cho ta run sợ nhưng được hạnh phúc. Người ta đến với các vị thần vị thánh khác, người ta run sợ trước vinh quang, trước uy nghi, sự thánh thiện cao cả của các thần thánh ấy. Nhưng với Thiên Chúa thì sự cao trọng của Thiên Chúa không làm ta run sợ nhưng lại được hạnh phúc. Và khi ta tôn vinh Thiên Chúa thì chính ta được nâng cao. Khi nhìn thấy hạnh phúc của Thiên Chúa thì chính ta lại được hạnh phúc, bởi vì tất cả nơi Chúa đều di tràn ngược lại cho ta nếu ta bám chặt lấy Chúa. Sự cao trọng của Chúa làm ta được hạnh phúc. Và khi tôn vinh Chúa ta được nâng cao. Khi nhìn thấy hạnh phúc của Chúa chính ta được hạnh phúc. Thưa anh chị em, Chúa nói với Faustina rằng là những linh mục nào đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì được Chúa sức dầu trên môi miệng. Và trong số 1256, Chúa nói cụ thể đó là cha Sopoko, linh hướng và cha giải tội của Faustina. Chúa nói, Ngài là một linh mục đúng ý trái tim ta. Những nỗ lực của Ngài rất đẹp lòng ta. Và Chúa khẳng định với Faustina rằng là thánh ý của Chúa phải được thực hiện. Những gì Chúa đã hứa, Chúa sẽ hoàn thành. Thánh ý Chúa phải được thực hiện. Và qua cha Sopoko, Chúa đem niềm an ủi đến với các tâm hồn đau khổ ưu phiền. Công việc của cha Sopoko truyền bá công cuộc tôn sùng lòng thương xót của Chúa làm Chúa rất thỏa mãn, thỏa nguyện. Và qua công cuộc này, nhiều linh hồn sẽ đến được với Chúa. Mà nếu không có công cuộc này, dù cha Sopoko có ban phép giải tội suốt ngày suốt đêm cho đến mãn đời cũng không sánh bằng. Bởi vì cùng lắm thì cha ấy chỉ lao nhọc cho đến chết. Trong khi qua công cuộc lòng thương xót, cha ấy sẽ được làm việc cho đến tận thế. Và điều đó giúp chúng tôi, linh mục, một linh mục như chúng tôi đây, xác tín rằng là những nỗ lực loan truyền lòng thương xót đó là điều đẹp lòng Chúa, thì ta cứ làm. Và qua công cuộc ấy ta đem đến sự an ủi cho biết bao nhiêu tâm hồn đang đau khổ, ưu phiền. Và công cuộc truyền bá lòng thương xót làm Chúa thỏa nguyện. Dù có khi làm cho loài người không thích, hay có những người không ưa, không thích, chống đối, ác cảm, thù ghét, điều đó cũng không quan trọng. Vì ta chỉ làm điều đẹp lòng Chúa mà thôi. Tìm lòng vui lòng Chúa chứ không tìm vui lòng con người. Và khi một linh mục như là cha Sopoko, như là chúng tôi làm công việc đó thì đau khổ, sâu khổ. Và càng đau khổ thì linh hồn tử giá càng nên giống Chúa. Những chỗ mà đáng ra chúng ta tìm được an ủi thì toàn thấy thánh giá. Những người mà ta nghĩ rằng họ sẽ nâng đỡ an ủi mình thì họ lại là những người mà chống đối làm khổ ta nhiều nhất. Họ có chức, có quyền. Và cha Sopoko đã phải sống giữa nhiều người nhưng mà chẳng có lấy một thân hữu ngoại trừ Chúa Giê-xu. Và đó là cách mà Thiên Chúa tước lột những linh hồn được Chúa đặc biệt yêu ái. Chúa đặc biệt yêu ái linh hồn nào thì Chúa tước lột hết để linh hồn ấy, con người ấy sống giữa nhiều người nhưng chẳng có một ai là thân hữu ngoại trừ Chúa. Con đường loan truyền lòng thương xót Chúa của chúng tôi cũng thấy y như vậy. Chẳng tìm được ai để mà nâng đỡ. Những người mà ta nghĩ rằng mình có thể đến để nhờ sự giúp đỡ, tìm sự an ủi thì toàn đau khổ, toàn thánh giá. Mà
không có một ai hiểu, không một ai cảm thông, không một ai nâng đỡ, không một ai đồng hành và hiệp hành ngoại trừ một mình Chúa Giêsu mà thôi. Và đó là cách mà Chúa tước lột hết để ta không còn bám vào ai, chỉ còn tín thác vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Và số 1262, Chúa đã cho Faustina thấy rõ không một điều nào trên đời này, không một điều nào dù nhỏ mọn đến mấy xảy ra ngoài thân ý Chúa. Chúa đã nói trong Tin Mừng, sợi tóc trên đầu các con cũng được đếm cả rồi. Sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Mà nếu mình tín thác vào Thiên Chúa tuyệt đối như thế, mình sẽ được một sự thư thái, hoàn toàn an tâm đối với các công cuộc trong tầm mức của nó. Làm được đến đâu thì làm, gặp thuận lợi hay gặp chống đối đều nằm trong thánh ý của Chúa. Và Chúa có thể sử dụng ta như ý của người. Ta chỉ có việc thực hiện thánh ý Chúa và chúc tụng Chúa trong mọi sự mà thôi. Và số 1263, Faustina cho ta thấy đau khổ kinh sợ nhất các vị tử đạo mà chịu dường như còn dễ chịu hơn với những gì Faustina đang trải qua, mặc dù không đổ một giọt máu. Vì hoang mang vô cùng, Chúa cho thấy rằng là công việc đó như thế này, rồi lại gặp cản trở, rồi lúc lại cảm thấy sốt sáng, có động cơ để hành động, đầy sức mạnh và can đảm. Nhưng mà gần đến nơi thì lại cảm thấy dường như là Chúa bị bỏ rơi, và dường như cảm thấy chưa phải là giờ của Chúa, không biết là thấy ý Chúa là như thế nào. Chỉ một mình Chúa biết những gì đêm ngày tôi phải chịu đựng. Có những lúc tôi cảm thấy không hiểu nổi, tại sao mình làm công việc này mà lại bị chống đối, mà công việc dường như đang là có vẻ tốt đẹp, đang đến thành công, thì bỗng bị cắt đứt ngay hàng chỉ. Mấy lần cứ như thế, đang công cuộc đang là sốt sáng, mọi người đang là nhiệt tình, rồi tự nhiên cản trở sẽ đến từ những người có chức có quyền ở trên, rồi lại phải làm lại từ đầu, rồi gần đến nơi lại bị chống phá, lại làm lại từ đầu, cứ như thế. Cái đó là cái điều mà làm chúng tôi đau khổ nhất, mà Faustina bảo rằng là đau khổ của các tử đạo có khi còn dễ chịu hơn là cái đau khổ này, đau khổ mà không đổ máu này. Tất cả vì các linh hồn mà thôi, mà mình làm thôi. Nếu không vì các linh hồn chẳng đụng vào làm cái gì cho nó mệt, nghỉ cho nó khỏe. Và số 1264, một cái hành vi dâng hiến là hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Chúa định như thế nào để cho ý Chúa thể hiện, trôi theo như một tấm bánh, hoàn toàn tận hiến trọn vẹn cho thánh ý Chúa, thánh ý nhân lành và thánh thiện của Chúa, mặc dù mình chẳng biết gì cả. Chúa cứ dìu dắt con trên nẻo đường Chúa muốn. Con chọn niềm tín thác nơi thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa là toàn yêu và toàn thương. Chúa để cho lao đao trong công việc này thì nguyện Chúa cũng được chúc tụng. Chúa để cho lúc tuổi đời còn thanh xuân, hay là Chúa để cho đến lúc tuổi già. Chúa để cho liệt giường đau đớn suốt một đời. Chúa để cho gặp toàn thất bại chán trường thì nguyện Chúa được chúc tụng. Và Chúa để cho những chủ ý ngay lành nhất của mình bị kết án, nguyện Chúa được chúc tụng. Ý hướng mình ngay lành, mình làm với ý tốt mà vẫn bị kết án, vẫn bị loại trừ. Có lúc Chúa soi sáng tâm trí mình, hay để cho mình tối tăm chịu đủ mọi thứ khổ hình, thì nguyện Chúa được chúc tụng. Và khi chúng tôi cầu nguyện như Faustina như vậy, thì từ giây phút đó chúng tôi sống hết sức an bình, vì Chúa đang mang tôi trong bàn tay của người. Chúa là đấng từ bi vô hạn. Chúa biết ở mọi nơi và trong mọi sự. Lúc nào ta cũng chỉ khao khát một mình Chúa mà thôi. Mời anh chị em thinh lặng cầu nguyện để cho những người đang gặp những đau khổ thử thách trên con đường loan truyền lòng thương xót Chúa, những tối tăm, những ngờ vực, những nghi nan, những chống đối, lúc tưởng như thành rồi lại thất bại, rồi lúc trong bóng tối, trong ánh sáng, trong đau khổ, trong nhục nhã, đủ mọi thứ khổ hình, xin cho họ, cho chúng ta biết chúc tụng ngợi khen Chúa. Chúng ta
cùng đọc 10 kinh trong chuỗi lòng thương xót Chúa, kinh cầu lòng thương xót của Cha và kinh tận hiến cho Chúa Giêsu, rồi lãnh phép lành và hát bài kinh lòng thương xót Chúa. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thang. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây,
xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi dùng kinh lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em ngày mai trong Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Lạy Cha, chính mình Ngài xem xử, đấng từ bi khoan hồng, không từ chối ai xin. Lòng thương xót của Cha, tha rằng trời đất này tan biến. Vì lòng xót thương luôn vững bền, Cha luôn luôn cứu vớt. Người nào tin tan vào Cha, lòng Cha khoan dung nhân ái. Lòng tin khắc vào Chúa không bao giờ tan úa. Lòng tin khắc vào Ngài mãi mãi không bao giờ nhạt phai. Lòng tin khắc vào Chúa không bao giờ tan úa. Lòng tin khắc vào Ngài mãi mãi được hạnh phúc lâu dài. Lạy Cha, bạn tri kỷ, nhưng ai sống cô độc, đừng phụ giúp ai luôn, tìm nương đâu vào Cha, mọi buồn phiền lắng lo sẽ hết. Vì lòng xót thương mọi linh hồn, Cha như một danh y, Ngài hằng hiểu thấu đời con nay xin tin thơ. Lòng tin khắc vào Chúa không bao giờ tan úa. Lòng tin khắc vào Ngài mãi mãi không bao giờ nhạt phai. Lòng tin khắc vào Chúa không bao giờ tan úa. Lòng tin khắc vào Ngài mãi mãi được hạnh phúc.